Không mà, trời ơi, mẹ ơi. Tuấn con đã nói với mẹ rồi, con không có thích mà. Sao mẹ cứ theo ép con hoài vậy? Tuấn ơi, mẹ đã nói với con 101 lần rồi. Gia đình nhà mình á với gia đình nhà anh Mai đã hứa hẹn với nhau từ hồi xưa đến giờ. Mà con với Mai cũng chơi chung với nhau mà. Đằng này á, gia đình nhà mình bị phá sản. Gia đình nhà Mai đã giúp đỡ gia đình nhà mình mà không có yêu ý chí, còn không đòi hỏi gì nữa. Bây giờ á mà con không lấy Mai á, trời ơi, sao mà má nhìn mặt người ta con. Con. Trời ơi, mẹ để con yên đi được không? Tuấn, con nghe mẹ nói nè. Bây giờ con ráng, con cố gắng, con hòa hợp với Mai đi. Mẹ thấy Mai nó cũng dễ thương mà, đúng không? Mẹ thấy dễ thương hả? Ờ. Vậy sao mẹ không cưới đi, mẹ ép con chi vậy? Tao cưới được, tao cũng cưới luôn rồi đó. Tuấn, Tuấn ơi, con phải nghe lời quá, mẹ. Mẹ ơi, coi như con năn nỉ mẹ luôn được không? Bây giờ mẹ mà còn ép con á, là con tự tử rồi, con bỏ nhà ra đi luôn đó. Ôi, vậy cuối cùng tự tử hay bỏ nhà ra đi, chọn thứ thôi chứ. Thì con bỏ nhà ra đi, rồi mẹ cứ theo mẹ ép con nữa thì con tự tử luôn. Tuấn ơi, Tuấn không chờ đến con bỏ nhà tự tử đâu. Con mà không lấy con Mai á, người đầu tiên bỏ nhà ra đi là mẹ nè. Mà con ép mẹ quá, mẹ tự tử luôn cho con vừa lòng. Tuấn ơi, trời ơi, con mệt mẹ quá, mẹ để cho con yên một chút xíu đi. Tuấn, trời ơi. Anh Tuấn ơi. Tuấn Tuấn ơi. Em Mai tới rồi chị Tuấn. Dậy dậy, đứa em Mai đi con. Em Mai tới rồi. Em Mai. Ôi ôi. Tuấn ăn trứng gà. Tuấn, Tuấn ơi, em Mai. Tuấn nè, dậy đi con. Ôi. Tuấn, dậy chơi với em Trời Mai. Trời ơi, mẹ ơi, con nói gì? Tuấn, Tuấn, cái gì vậy? Tuấn, bỏ cái gì? Anh Tuấn, anh sao vậy? Anh bị cái gì vậy? Mẹ né nó giùm đi. Không, 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 con. Bác ơi, anh Tuấn bị cái gì vậy? À, nó không được khỏe thôi con. Tức là nó hơi mệt trong người nên nó như vậy đó. Sao con nhìn thấy thái độ anh Tuấn, hình như thấy con anh không có vui. Đâu có vui mà. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Qua đây dưới Mai nè. Anh Tuấn, anh thấy em anh không vui hả? Vui. Trời ơi, làm sao? Vui. Vui con. Dạ, anh Tuấn, anh thấy em anh không thích hả? Thích sao được mà. Thích. Thích con. Con thấy hình như anh Tuấn không có thích. À, đâu có, đâu có đâu. Tuấn, nói đi con, nói gì với em Mai đi. Ủa chứ mẹ, mẹ kêu con im mà. Thì bây giờ mẹ cho nói rồi đó, nói đi. Nói một lần cho dứt, nói đi con, nói đi. Mẹ cho con dứt đúng không? Ờ, nói đi. Cái này là mẹ nói nha. Qua nói chuyện với em Mai đi. Rồi hai đứa tâm sự với nhau nha. Mẹ không làm phiền. Mai à. Dạ. Anh không có hài lòng về tất cả con người của em luôn đó. Em nhìn lại em coi. Em mà soi vô cái gương á, là cái gương nó tự tổn thương luôn á. Nó tự ái luôn á, em biết không? Trời ơi, mày nói gì vậy Tuấn? À, con. À, nó nói xạo đó con. Trời ơi, nó nói vậy chứ thật ra trong mắt của nó lúc nào con cũng dễ thương mũm mĩm như là một con búp bê vậy, giống như là búp bê bận bận xạo không. Thì thằng Tuấn lúc nào nó chẳng nói xạo, nó tánh nó vậy đó. Nó bác xạo, bác quá xạo. Bởi vì anh Tuấn nói đúng. Bác biết không, ở nhà con không có cái gương nào còn hết đó, bởi vì con đập hết rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Dễ thương hết sức vậy đó. Thấy em dễ thương không nè? Mình cố gắng mình nè, mình Tuấn à. Nói gì với em đi con. Thôi được rồi, để con nói cho. Anh Tuấn, hai đứa mình chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Ừ. Em thương anh biết mà. Với lại em cũng quý anh nữa. Ừ. Sao thấy anh thấy em á, em thấy không có được vui á. Cái vấn đề ở đây á là anh hoàn toàn không có thích em. Mà tại sao em cứ đeo bám anh hoài vậy? Ờ, bởi vì... Em à, anh là một người làm trong ngành truyền thông. Em biết. Em nhìn anh đi. Đẹp trai quá. Thì đó. Nên anh muốn người sánh bước bên cạnh anh á phải là một hot girl chân dài, nhan sắc hoa hậu. Mai à. Dạ. Cái này là anh nói thật, em rất là tốt. Dạ. Nhưng mà anh rất tiếc, em không phải là mẫu người của anh chọn. Ờ... con thôi thôi
Con qua đây, bác nói nghe, con đừng có buồn. À, dạ. Tài Tuấn nó thật thà vậy á, chứ thật ra gặp đứa khác á, nó lợi dụng con, rồi nó khen con đẹp, nó khen con dễ thương, rồi nó lấy tiền của con hiểu không? Chứ tánh Tuấn nó thật thà vậy á nha, con cũng đừng có buồn nữa nha con. Nha. Dạ. Nè, nghe bác hỏi nè, dạ. Hồi bữa bác dặn á là con mua cái đồng hồ cho nó, cái đồng hồ mà nó thích á, con có mua không? Dạ có. Con mua nè. Chị này là ok á, chị này là ok á. Anh cố gắng nha con, cố gắng nha. Ơi, em mua cho anh cái đồng hồ hiệu nè, rất là đẹp. Rồi đây em đeo vô cho anh nha. Anh nói đến như vậy mà em cũng không chịu hiểu nữa hả? Ừ, hiểu làm chi? Bây giờ anh nói anh chê em đúng không? Bây giờ anh muốn gì? Anh muốn em sửa cái gì? Có cần thiết không? Em sửa cho, em sẽ nghe lời anh. Xin lỗi em nha. Dạ. Sửa toàn diện. Lấy rồi. Con đồng ý nha. Cầm là đồng ý rồi đó nha con. Cái đồng hồ này là mẹ kêu Mai mua đúng không? Đúng rồi, mẹ biết con thích mà, đúng không nào? Vậy thì mẹ cầm đi. Cái đồng hồ này cầm. Tuấn, đứng lại đó. Trời ơi, cái thằng. Không lẽ tôi mập, tôi xấu, cho nên người ta chê tôi. Ai cũng chọn những cô gái trẻ đẹp, chân dài. Còn tôi thì sao? Đúng rồi, không sợ máu phải quyết tâm. Go! Đây là đâu? Sao âm mưu lạnh lẽo quá vậy? Hả? Tôi nhớ là tôi đi đến viện phẫu thuật thẩm mỹ mà ta. Ôi chết rồi, hay là phẫu thuật không thành công, cho nên bây giờ tôi đi xuống đây. Ôi trời ơi, có ai không? Có ai không? Má heo. Bà mới má heo à? Sao ông kêu ép ép? Đang ngủ kêu hết hồn chân à. Má đừng chết. Ai đây? Hả? Trời ơi trời. Vô tới đây rồi hỏi ai đây nữa hả? Xin tự giới thiệu, bác sĩ thẩm mỹ viện trung tâm tư vấn sắc đẹp tiên nữ. Chuyên sửa chữa cung cấp các loại phụ tùng thay thế càm, mặt, mũi, mắt, mông, đùi, eo, thậm chí cả đôi giày. Bác sĩ thẩm mỹ? Đúng rồi, bác sĩ thẩm mỹ nè. Vậy là em đến đúng nơi rồi. Đúng rồi, cần gì? Em chết chưa? Tới tiệm thẩm mỹ mà chưa nói gì chân chết rồi, ai dám mổ? Nó xui không? Còn sống. Dạ. Ở đây là an toàn, đi về. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Sao cần gì? Bác sĩ ơi, em muốn sửa. Rồi, sửa gì đây? Toàn diện. Sửa toàn diện? Dạ. Khách VIP, mời bước lên đây. Dạ. Đứng em đây nha. Dạ, dạ. Xong rồi sao? Xong rồi, đo tỷ lệ xong rồi. Bác sĩ làm gì vậy? Đo tỷ lệ. Ê, em nhớ người ta đo tỷ lệ, người ta đo bằng máy mà. Bác sĩ làm gì gạt người từ luôn. May là chưa có kinh nghiệm. Bác sĩ lâu năm tao có kinh nghiệm, tao nhìn là tao đo ra cái tỷ lệ liền. À, hiểu không? Bác sĩ ơi, bác sĩ hay quá, vậy bác sĩ làm cho em nha. Ờ, ông được, nhưng mà em sợ quá. Giờ có sửa không? Sửa nhưng... mặc áo vô. Nhưng mà em sợ máu, em sợ chích. Bác sĩ chích nhẹ nhẹ thôi nha. Bác sĩ đừng có xích chích sâu quá, em sợ lắm. Xích chích cạn cạn thôi nha. Về cái lớp mỡ thì chích lúc kim là được rồi. Thì mặc cái áo vô đi rồi nói chuyện tiếp. Đó, đúng không? Dạ. Mình muốn cái gì cũng phải mặc cái áo vô cái đã. Rồi, gì nữa? Em sợ mổ. Trời ơi, mổ cũng như mổ gà, mổ vịt thôi. Chứ có cái gì đâu mà sợ. Bác sĩ là đồ tể hả? Đồ tể cái gì?
bây giờ em là con người mà. Nằm lên, nằm em lên cứ nằm lên trên cái bàn này. Nằm lên đây đi để có cái cảm giác. Đây, từ từ, đã. Nằm lên đây. Phải làm gì nữa? Nằm lên đi, nha. Rồi, nằm xong chưa? Em tưởng tượng như đây là cõi thần tiên, và em là một tiên nữ dạo chơi trên tất cả những đám mây. Khi em nằm đó, em nhắm mắt đi, em ngủ đi, thức dậy em sẽ đẹp. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ không được. Hỗ trợ cho nha. Dạ. Chưa có cái ca nào khó như ca này. Bắt đầu hỗn hợp nha. Chưa có thấy con mẹ nào mà máy khoan khoan không vô luôn vậy trời. Kinh điển. Tiếp tục. Tao không đúng rồi. Tao. Tao á. Tao á. Xong rồi vậy đi. Tôi đuối lắm rồi. Vậy. Vậy đi. Đỡ cho. Từ từ thôi, đừng có rung. Từ từ. Không sao đâu. Xong hết rồi. Bỏ cái giò từ từ xuống. Bác sĩ ơi, em còn sống không bác sĩ? Rồi. Em còn sống không gì? Còn mà, chưa có chết đâu cưng ơi. Đây. Đau quá. Từ từ cởi ra cái đã. Nè. Đã. Trời ơi, thấy cô ấy không, làm luôn cái tóc giả cho luôn rồi đó. Rồi trả bộ đồ. Ủa? Đó. Sao tập cấy tóc giả vô chi vậy? Trời ơi, chứ để cho trụ lũi kỳ lắm. Tôi phẫu thuật mình phẳng. Hiểu không? Sì ơi, sao em thấy đau đớn quá à? Ấy đi, chút xíu là nó hết liền. Rồi. Ổn chưa ạ? À? Ổn rồi, nhẹ nhẹ thôi, cái chừng nó rẫy lại không có tiền đâu mà đền. À. Xong rồi đó. Nè, coi coi kiếm đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Cái bác gì sĩ nữa? Đừng có đưa gương cho em. Sao? Em sợ nhìn gương lắm, em chưa có sẵn sàng tâm lý để mà nhìn gương đâu. Bác sĩ có biết không? Thôi nè, cứ coi đại đi, có sao đâu. Anh kêu em về là đập hết gương ở nhà đi. Thôi coi mà đi. Em nói thiệt với em mà nhìn vô gương là trời ơi, làm ơn đi cô y tá. Cô y tá, con cất cái gương đi giùm tôi đi. Cất đi. Cô mẹ y tá nào đây đâu? Có tôi với chị không nè? Có. Đâu? Cái kia, cô đang nhìn em, cô khóc kìa. Cái cô đẹp đẹp đó. Ở trong đây nè. Không có ai đâu, đây nè. Rồi, được chưa? Vượt sao? Đây. Đây. Tuyệt vời. À, ôi, à. Ê, đừng có nhảy. Trời ơi, đồ mới dễ vỡ. Đừng nhảy, nhẹ nhẹ thôi. Nó chưa có định hình đâu. Là em đây sao? Đúng rồi. Là em đây sao? Đúng rồi, là em đó. Bác sĩ ơi. Sao? Em cảm ơn bác sĩ. Trời ơi, từ khi nào tôi đã có hai cái que tâm như thế này? Trời ơi, tôi được đẹp rồi. Tôi được đẹp rồi. Vậy thì chắc chắn tôi sẽ có tình yêu. Chắc chắn là anh Tuấn anh sẽ yêu tôi. Anh sẽ không có chê tôi nữa. Từ bây giờ tôi không có phải cúi mặt để nhìn đời nữa. Tôi có thể nhận cao đầu để nhìn đời rồi. Hay quá. Bây giờ sửa sang. Không được, đã sửa nguyên cái ngoại hình rồi, phải sửa luôn cái não. Tôi sẽ đọc nhiều sách để có thể nói chuyện với anh Tuấn. Anh Tuấn ơi.
ơi, em thành công rồi, em thành công rồi, anh Tuấn ơi. Đó, con thấy không? Hồi bữa con xúc phạm ai vậy nó giận luôn hả? Cả tháng trời nó không có ghé đó. Trời, mẹ vậy phải... con còn mừng nữa. Nói vậy sao được con? Bữa qua mẹ mới gọi điện thoại, mẹ năn nỉ dữ lắm. Nó mới đồng ý là hôm nay nó ghé nó gặp con nè. Tuấn ơi, mẹ năn nỉ con đó Tuấn. Con năn nỉ mẹ mới đúng á. Mẹ ép con hoài vậy mẹ. Trời ơi, chứ bây giờ á, con phải thương mẹ, thương gia đình mình chứ. Một lát nó qua nè. Rồi con phải cố gắng con hàn gắn lại với Mai nha. Một lát qua nữa hả? Ờ. Trời ơi, cả tháng trời nó không qua rồi đó con. Mẹ phải năn nỉ dữ lắm đó con à. Ê, con ơi, Mai nó qua rồi đó. Con vui vẻ con. Trời tiếp ơi, em nha, con tiếp em đi nha. Về đi. Anh Tuấn ơi. Ờ, Tuấn trong đây nè con. Anh Tuấn. Trời ơi, em đi về đi. Anh đã nói là anh không bao giờ anh lấy em đâu mà. Là Mai. Còn đây bác. Trời ơi, Mai đó hả con? Yes, my name tomorrow not day. Em là ngày mai không có chữ ngày. Em là Mai. Ôi, em là Mai. Em nè. Đẹp quá Tuấn ơi, Tuấn ơi. Mai đẹp quá đó con. Đi con. À, Mai à? Xin công tử hãy tự trọng. À, hôm nay em đến đây là để tính chuyện đám cưới của tụi mình đúng không? Vâng, em đã đồng ý. Nghe lời anh, em đồng ý chấm dứt với anh. Ủa, là sao? Là sao Mai? Mai sao hả anh? Mai. Dạ. Con mới nói gì vậy Mai? Dạ. Chứ không phải là con thương Tuấn nhà bác. Con muốn làm dâu nhà bác. Con muốn làm vợ Tuấn hả con? Dạ đúng rồi thưa bác. Trước kia con rất là thương anh Tuấn. Vậy thì con được yêu rồi. Anh Tuấn vô cùng luôn. Bác biết. Nhưng mà bây giờ anh Tuấn là ân nhân của con. Bác biết. Nên là đối với anh Tuấn bây giờ đối với con á, chỉ là lòng biết ơn mà thôi. Ôi, con biết ơn anh Tuấn nhiều lắm bác à. Bác biết ơn anh vậy đó, con? Nhờ sự nhẫn tâm vô nhân đạo của anh mà em đã quyết định lột xác. Trời, bác biết không? Khi mà con lột xác xong á, con quyết định là con sẽ chạy tới với anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, em nè, em Mai của anh đây. Hãy đón nhận em, hãy chấp nhận em. Đúng rồi. Bác ơi, đây. Trên cái đường em đi đó anh, tự nhiên người ta nhìn em quá trời luôn anh. Mà trai nhìn không hả? Trời, con đẹp quá mà. Dạ đúng rồi bác ơi. Có những người đàn ông. Ôi, họ đẹp trai hơn anh Tuấn nữa. Đúng rồi, đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đừng nhìn người ta em. Không nhìn người ta. Nhưng mà bác ơi. Sao? Có những người đàn ông. Họ tài năng quá. Đúng rồi. Anh tài năng hơn, anh tài năng hơn. Không, họ tài năng hơn anh. Nhưng mà em vẫn quyết em phải giữ lòng chung thủy với anh. Đúng rồi. Em lại chạy trốn họ. Em... Không, đừng theo tôi, đừng theo đuổi tôi. Dạ em đã định là cần tin với anh rồi. Nhưng mà sao con? Giàu quá bác ơi. Giàu quá à? Trời ơi. Trời ơi, sao quá. Bây giờ trai giàu nhiều dữ vậy bác? Trời ơi, ta nói mà tỷ phú, triệu phú mà quá trời luôn bác ơi. Đúng rồi bác biết mà. Thành ra là sao con? Nhà bác không có giàu bằng họ. Thì bác không? Hiểu, bác hiểu. Họ giàu, trời ơi, họ giàu quá. Bây giờ con nói thiệt là con thích quá, bác hẳn thích thiệt luôn á. Mai à. Trời ơi, nhiều lắm. Mai ơi, có gì con chia cho bác. Mai. Nhưng mà anh từ, anh để em nói đã. Tự nhiên bây giờ em dành cả cái thanh xuân này cho một người như anh thôi. Uổng quá bác. Không uổng đâu em. Dạ, nên em quyết định cái thanh xuân này để đó. Em ngồi em lựa. Giàu tài năng đẹp trai, giàu tài năng đẹp trai, giàu tài năng đẹp trai, giàu tài năng đẹp trai. Mai à. Hả? Anh xin lỗi. Thì trước đây anh đã chê bai em. Thì em cũng thấy rồi đó. Cái ngoại hình nó quan trọng như thế nào rồi. Nên cái việc trước đây anh từ chối em đó là cũng là một chuyện bình thường thôi. Dạ chuyện bây giờ em từ chối anh cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ em vừa đẹp người nè. Rồi em vừa đẹp nết nữa. Anh không tin là em thay đổi nhanh như vậy đâu Mai à. Chứ anh không nghĩ em sửa người xong em sửa nết luôn rồi hả? Anh không tin là em thay đổi nhanh như vậy đâu. Với lại không một người đàn ông nào
từ bỏ một người phụ nữ yêu mình chân thành như vậy. Được. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh hãy bắt đầu con đường chinh phục của mình đi. Rồi cuối cùng rồi. Mai ơi Mai, sao tự nhiên con đi về vậy Mai? Tuấn, cố gắng nha con.